Ui da, anh đi đứng cái gì mà anh để tôi tông anh vậy? Tôi không biết đâu, tôi về tôi mới ăn tôi nè. Anh dám không hiếp tôi, anh đẩy nó đi. Đã hết tập này rồi, các bạn nhớ đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông để đón xem tập tiếp theo nha. Nhớ ủng hộ team tại shop áo thay dũ.com. Cảm ơn các bạn rất nhiều.